Chào các bạn. Đang khỏe không? Dạ khỏe thầy. À, mấy bạn tôi vừa mới gửi cái yêu cầu hình như là trong sáng hôm nay hay ngày hôm qua đó, cái phần bổ sung những bạn nào mà nộp trễ bài ở trên LMS theo quy định đó, theo cái thời hạn tôi đã lập ở những bài đó, thì bạn gửi trễ, bạn gửi vô đó giùm tôi nha. Có nhiều bạn không? Tôi nghĩ chắc là nhiều bạn nha. Thì tất cả những bạn nào trễ thì chúng ta nộp cái đó, thì đương nhiên cái điểm số mà tôi chấm ở những cái đợt nộp trễ thì nó phải khác những cái điểm số mà mấy bạn nộp đúng hạn. À, rồi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần hôm rồi. À, tôi không nhớ là chúng ta đã học tới đâu rồi. Mấy bạn đã học tới cái phần phần nguồn sáng. Tôi đã nói về nguồn sáng chưa? Nhớ không? Dạ rồi thầy ơi. À, vật thể nói chưa? Rồi luôn thầy ơi. Người quan sát. Dạ rồi luôn. À, rồi luôn. Như vậy thì chúng ta, rồi tôi nói tới cái gì rồi? Đo đạc và phân loại màu sắc nói chưa? Chưa thầy ơi. À, như vậy nói xong tới cái phần gọi là sự cảm nhận màu sắc rồi đúng không? Đo đạc và phân loại màu sắc thì chưa nói đúng không ạ? Ok, rồi. À, tôi sẽ nói nhanh cái phần này và sau khi tôi nói xong phần này rồi là tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mấy bạn nói những cái phần chi tiết hơn của những cái phần mà tôi đã chuẩn bị sẵn ha. Rồi, hôm nay là nhiệm vụ của bạn là nghe xong phần này rồi chuẩn bị tiếp cái phần sau. Chuẩn bị cái gì thì chút hồi tôi sẽ chia sẻ để bạn làm. À, cái nhiệm vụ của môn học này đó là cuối ngày chúng ta phải biết được cái việc số hóa màu như thế nào là cái mục tiêu đầu tiên. Cái mục tiêu thứ hai là làm cách nào để đo đạc và phân loại màu, hay nói cách khác là so sánh màu. Biết cái màu mẫu chúng ta in ra, cái màu chúng ta in ra với lại cái mẫu màu mà chúng ta cần được có sai số là như thế nào. Đó, thì cái phần đó liên quan tới việc mà đo đạc phân loại màu. Thì chúng ta đi từng phần một. Thứ nhất là các thuộc tính của màu, thứ hai là hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng meta, thứ ba là không gian màu RGB, CMYK, không gian màu CXYZ và không gian màu CLAP. Cuối cùng là máy đo màu density và máy đo màu, máy đo density, máy đo màu. Thì năm mục này. À, có những mục tôi sẽ đi nhanh một cách tổng quát rồi chúng ta sẽ đi vô chi tiết sau. Bạn thấy đây, để chúng ta hiểu về đo đạc phân loại màu thì trước hết chúng ta phải hiểu cái không gian màu trước cái đã. Thì cái khái niệm đầu tiên mà cái tam giác màu hay tôi thường gọi là không gian màu hai chiều á. À, trước khi tôi tiếp tục tôi hỏi bạn có thấy cái màn hình tôi share không ạ? Là có thấy được. À, rồi thấy rõ đúng không ha? Hiện tại là tôi đang share theo kiểu là mấy bạn sẽ nhìn thấy thấy luôn cả cái phụ phía bên trái đó. Này, bạn thấy như vậy, không gian màu hai chiều này là một cái tam giác màu mà chỉ thể hiện được hai chiều thôi, hay là hai cái thông số của màu thôi. Thì ba tam giác ba đỉnh đó là red rim blue, chúng ta nói đi nói lại hoài. Và ba cạnh của nó là trung điểm, đó là cyan magenta yellow. Thì cái không gian màu này bạn thấy là ba đỉnh là red rim blue và ở giữa ghi là màu trắng. Như vậy nếu mà bạn nhớ về nguyên lý tổng hợp bọt cộng nguyên lý tổng hợp bọt trừ, các bạn đã học chưa? Rồi Rồi thì nếu như mà red rim blue cộng nhau ra đây màu trắng nè, bạn thấy màu trắng ở giữa này ghi chữ trắng nè, thì cái nguyên lý tổng hợp này là nguyên lý tổng hợp bọt cộng hay bọt trừ ạ? một cộng rồi Rồi chính xác. Nè, nếu như ở đây là ghi màu màu đen hoặc là màu xám hay là màu tối á, thì lúc đó nó sẽ là nguyên lý tổng hợp màu trừ. À, và nếu nói màu cộng thì nó sẽ là nguyên lý của cộng ánh sáng. Rồi bạn thấy như vậy, bạn thấy như vậy cái tam giác màu này bạn luôn luôn phải nhớ là khi chúng ta vẽ tam giác màu này ra, chúng ta có thể ghi là ba đỉnh là red rim blue hoặc là ba đỉnh này là cyan yellow hay cyan yellow magenta đều được, và cái ba cạnh đó là cái giá trị ngược lại.
Thì giả sử như cái tam giác này thì bạn thấy như vậy. Chúng ta có hai thông số về màu là cái gì? Cạnh của ba tam giác, ba cạnh của tam giác này nó là thể hiện cái hue, tức là màu đó màu gì. Chúng ta có blue. Lệch qua đây blue chút xíu là màu gì đây? Nó sẽ hướng về cyan đó. Blue, cyan. Nếu chúng ta nằm ngay giữa đây thì cái màu đó là màu vừa 50% cyan và 50% blue. Thì cái màu đó sẽ ngã về cyan nhưng mà có một chút blue. Và chúng ta cứ phân tích như vậy. Chúng ta sẽ có vòng tròn màu. Nó giống như là cái vòng tròn mà chúng ta nói đỏ cam vàng lục lam chầm tím đó, và nó chi tiết hơn nữa. Là một giá trị gọi là hue. Rồi khi cái màu cyan này dịch chuyển vô trong, nó ra màu trắng. Dịch chuyển thẳng qua đây nó ra màu red, tức là màu đỏ của nó đó. Thì cái chiều dịch chuyển này chúng ta lại có một giá trị nữa gọi là saturation, độ no. Tức là cái màu cyan này mà nó nằm sát cái cạnh này thì là màu cyan nó sẽ là màu no nhất. Là chứ trong đây là ít no hơn, tức là nó ít cyan hơn tới lúc nào nó thành trắng luôn. Rồi nó qua khỏi trắng này nó ra cái màu đói, bắt đầu nó đỏ, red, red, red dần, red dần tới lúc mà nó red thực là red luôn. Thì vậy bạn thấy cái thông số thứ hai của tam giác màu này thể hiện là cái saturation, độ no. Tôi nhắc lại ba thông số mà chúng ta đang học về màu đó là hue, saturation và brightness. Thì trong cái không gian hai chiều này không thể hiện được giá trị độ sáng, brightness hay là lightness. Thì hai cái hue và saturation thì không gian hai chiều này thể hiện được. Thì để thể hiện được cái không gian, để thể hiện được cái thuộc tính thứ ba về độ sáng tối á, thì thông thường người ta sử dụng không gian ba chiều. Đây là không gian ba chiều. Thì cái tam giác hai chiều ban nãy bạn áp vô ba cái trục, trục red, trục green, trục blue, nó ra một cái hình giống như hình tứ diện. Thì cái điểm trắng hồi nãy nó nằm ở ngay chính giữa là bạn thấy cái tam giác phía trên đây nè. Thì nó chính là tam giác hai chiều ban nãy. Nếu chúng ta xét tam giác hai chiều ban nãy thì cái cạnh này nó chính là hue. Rồi từ một màu này đi vô cái điểm màu trắng này, nó chính là saturation, giống như ban nãy thôi. Nhưng ở đây chúng ta này là không gian ba chiều. Chúng ta có từ màu trắng này đi tới cái điểm cuối cùng như này nè. Điểm này là màu đen. Cái tam giác này nếu như mà đi tiến gần về góc tọa độ của ba trục, chúng ta gọi đây là O đi, O green, O red, O blue á, thì nó sẽ, tam giác này nó sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Và tới lúc nào nó sẽ thành màu đen. Thì cái việc mà màu nó chuyển từ cái mặt phẳng tam giác này tiến vô cái góc tọa độ O này đó, là tất cả những màu nó sẽ thu hẹp lại và tiến về màu đen. Và nếu như ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy là cái màu sáng nó sẽ có số màu nhiều hơn, tức là tam giác ngoài đây nó sẽ rộng. Và tam giác trong này càng ngày nó càng nhỏ, hay nói cách khác là màu tối lúc nào nó cũng ít hơn là số màu sáng. Thì đây là không gian màu ba chiều. Thì chúng ta làm quen không gian màu ba chiều để chúng ta biết là không gian màu ba chiều nó thể hiện được ba thuộc tính của màu. Cho dù chúng ta nhìn chúng ta không thấy rõ hue, saturation, brightness ở đâu, tuy nhiên chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta vẫn biết là một điểm nào đó bất kỳ trên đây nó sẽ có ba giá trị tương ứng đó. Đây ví dụ một màu, một tọa độ của một màu, và cái tọa độ này là nó nằm ngoài cái không gian màu mà được giới hạn bởi ba cái red trim blue. Thì chúng ta biết tọa độ này chúng ta chiếu xuống trục red nó là 0,6, chiếu xuống trục green, trục green đây nó lên tới 1.1, 1.1 tức là nó vượt qua khỏi chỗ này là 1, chỗ này là 1, 1, 1 của green, 1 của red, 1 của blue. Cái chỗ này nằm ngoài cái không gian mà cái red green blue này có thể thể hiện. Thì như vậy là nếu như tọa độ màu nằm ở đây là nằm ngoài cái tứ diện red green blue với lại black á. Bạn nào giỏi hình học thì chúng ta nhìn ra ngay. Thì cái green này là 1.1, nó nằm bên ngoài. Red là 0.6 và blue á, blue là giá trị từ đây đến đây nè. Nó là 0.4. Thì cái hình này nếu đây vẽ kỹ hơn thì nó phải ra hình khối dễ nhìn hơn. Thì bạn thấy là có những cái màu nó nằm bên trong cái red ring blue và có những màu nó nằm bên ngoài red ring blue. Cái tứ diện được giới hạn bởi cái tam giác red ring blue. Và thông thường người ta nói như vậy. Nếu như một cái màn hình nào đó hay là một thiết bị nào đó phục chế lại màu red ở cường độ như vậy, green như vậy, blue như vậy, thì tất cả những màu nằm trong cái tứ diện red, green, blue giới hạn với lại cái góc tọa độ black này nè, thì tất cả những cái màu, điểm màu nằm trong cái tứ diện đó người ta gọi là không gian phục chế của cái thiết bị
mà chúng ta đang đề cập tới. À, thì cái thiết bị đó là cái thiết bị, một ví dụ tôi nói một cái màn hình Sony đi, thì nó phục chế được cái khoảng màu red lớn nhất là cường độ như vậy, green là như vậy, blue là như vậy. Như vậy chúng ta nói cái màn hình đó có thể phục chế được tất cả những màu nằm trong cái tứ diện giới hạn bởi tam giác này và ba mặt phẳng của cái hệ trục tọa độ black, green, red, blue đó. Bạn hiểu ý tôi nói không ạ? Thì tất cả những màu nằm trong tứ diện đó người ta gọi là gamut của cái thiết bị đó. Cái khả năng phục chế của thiết bị đó, nếu chúng ta dịch ra nó là không gian màu. Nhưng mà hôm rồi tôi dạy bạn, tôi có nói đó, khi chúng ta nói không gian màu, chúng ta phải phân biệt được gamut với lại color space. Thì ở đây cái tứ diện này là gamut chứ không phải là color space. Nó là cái giới hạn của một thiết bị. Thì khi đó một cái màu, tôi ví dụ đây là cái màu này nó nằm ngoài cái không gian mà chúng ta vừa đề cập tới đó, máy màn hình Sony đó. Thì cái màu này chắc chắn là nó không được phục chế bởi cái thiết bị là màn hình Sony mà chúng ta vừa mới nói. Lý do là màu này nó nằm ngoài, green nó nằm tới 1.1, tức là nằm vượt ngoài cái không gian được giới hạn bởi cái tứ diện này, bên trong tứ diện này. Thì bước đầu để cho bạn thấy cái điểm nằm ngoài khả năng phục chế, khả năng hiển thị của màn hình và khả năng, nếu như cái màu đó được phục chế, được thể hiện bởi chính màn hình đó thì nó phải nằm trong cái tứ diện này. Hay nói cách khác, red, green, blue, giá trị của nó đều phải nhỏ hơn 1 hết. Rồi đó là không gian màu 3 chiều. Nhưng mà theo hướng là red, green, blue, tức là theo kiểu là nguyên lý tổng hợp màu cộng. Chúng ta lại có không gian màu 3 chiều nhưng mà theo cái CMY, tức là cyan, magenta và yellow. Thì cũng như vậy thôi, một cái màu nào đó, màu mực in nào đó có thể phục chế được cái màu gì, số màu như thế nào thì chúng ta làm như vậy. Từ cái tam giác màu red, green, blue này nè, bên trong nè, chúng ta lấy trung điểm của cạnh này, nó chính là cyan, đúng không ạ? Trung điểm cạnh này nó chính là yellow và trung điểm cạnh này nó chính là magenta. Tùy cái màu cyan, magenta, yellow mà nó sáng ở mức độ nào, mà cái khoảng cách của nó so với góc tọa độ này nó gần hay nó xa. Nếu như một cái màu cyan mà nó của một cái hãng mực nào đó được phục chế bởi một máy in nào đó thì nó nằm ở vị trí như vậy. Có những máy in khác nó nằm xa hơn, có những máy in khác nó nằm gần hơn. Và cái hình lập phương được giới hạn bởi những cái cạnh mà tôi đang vẽ ở đây. Tất cả chúng ta có tất cả mấy cạnh đó. Chúng ta có tất cả mấy mặt? 6 mặt. Nha. Cái hình lập phương giới hạn bởi cái 6 cái mặt mà chúng ta nhìn thấy không gian nằm bên trong đó, chính là cái không gian phục chế của màu cyan, magenta, yellow, black của một cái thiết bị in nào đó. Thì cũng tương tự như cái không gian màu 3 chiều bên nãy mà thiên về RGB, thì cái không gian màu CMYK này, nếu như một tọa độ nào đó nó nằm ngoài, bạn có nghe tôi nói không? Còn thầy ơi. Nếu như một cái màu nào đó nằm ngoài không gian này thì chúng ta nói nó là như thế nào? Màu này nó nằm ngoài khả năng phục chế của cái thiết bị chúng ta đang đề cập tới. Nó cũng tương tự như nãy thôi.